Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BWEN TV trong chương trình hội thảo đặc biệt. Nếu có câu hỏi nào đặt cho quý vị diễn giả thì chúng ta, quý vị đưa tay và chúng tôi mong quý vị là đặt câu hỏi ngắn gọn và quý vị diễn giả cũng trả lời ngắn gọn. Chúng ta tránh dài dòng và đi thẳng vào câu hỏi luôn để mà chúng ta có nhiều câu hỏi hơn và chúng ta kết thúc đúng giờ. Trước hết chúng tôi có ông Lê Văn Sanh đặt câu hỏi cho các vị diễn giả. Xin mời ông ạ. Chúng tôi trước hết kính thưa chủ tọa đoàn, quý diễn giả, thưa tất cả quý đồng hương ngày hôm nay. Tôi hỏi tất cả thưa quý bốn vị, hơi dài dòng một tí, tuy nhiên tôi xin phép để mà cho đủ ý nghĩa. Thưa quý vị, ngay cả nhân tôi, chúng tôi cũng bằng lòng. Nhưng mà chúng tôi có làm việc với Mỹ, thường xuyên tiếp xúc với nhau. Trong nhiều bữa nói chuyện với nhau, thì họ nói như thế này: thưa ông và chúng tôi, nếu ông có một người con gái và bên kia có người con trai, họ hỏi nhau hai đứa yêu nhau. Khi hai đứa yêu nhau rồi, hai người đó yêu nhau rồi, tin về cha mẹ, cha mẹ có ngồi lại với nhau để chuyện hay là cho hai đứa đi cưới đâu cưới dòng thiệt sao? Thì như vậy phải có cuộc gặp gỡ giữa hai người con trai con gái và hai bên song thân. Ngay một bữa tiệc đám cưới cũng phải hai bên bàn nhau để đám cưới chỗ nào, nhà hàng nào, nhà trai mời bao nhiêu bàn, nhà gái bao nhiêu bàn. Thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn không chấp nhận cộng sản. Sau khi 75 cộng sản chiếm Việt Nam, tất cả quý vị đây cũng có vị may mắn ra đi. Chúng tôi bị nghiệt ngã 14 năm tù giam cầm đại hải, kẻ thù bất đồng dân tộc chúng ta. Nhưng mà Mỹ có nói rằng sau 7 năm ngay Hoa Kỳ đã từng dồi bom năm 72 12 ngày đêm tại Hà Nội. Cộng sản là kẻ thù bất đời trời chung của Hoa Kỳ, giết 58.000 quân dân Mỹ, 300.000 quân, không đặt câu hỏi bây giờ, câu đề câu hỏi 300.000 quân dân Mỹ bị thương, mà chúng tôi cũng phải ngồi với họ để bàn bạc trong đề tăng quốc gia, để chỗ này, để chỗ kia, để đến bàn giao sau 20 năm. Vậy thì thưa quý vị, nhất là đại tá Phạm Văn Hoa trả lời cho chúng tôi, nếu chúng ta về cộng sản không ngồi để đòi hỏi hắn vi phạm nhân quyền, đàn áp dân tộc, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta làm sao không nói chuyện, đóng luôn, không vào hang cọp để bắt cọp, thì làm sao mà chúng ta để cứu dân dân Việt Nam? Chúng ta ngồi đây sướng rồi, chúng ta không cần gì hết, không giờ chúng tôi không bao giờ về Việt Nam. Nhưng mà mồ mả cha ông chúng ta, con cả chúng ta, bà con ta bị tai hại, thì chúng ta phải tiếp xúc để hạch tội nó. Xin cảm ơn. Có nghĩa là gút lại đó là ông Lê Văn Sanh muốn hỏi rằng là không ngồi xuống thì làm gì? Có nghĩa là không ngồi xuống để với cộng sản Việt Nam thì phải làm như thế nào? Có nghĩa là công việc cụ thể ra làm sao? Mời ông Phạm Bá Hoa. Tôi rất là cứng rắn ở trong cái vấn đề này, bởi vì cái kinh nghiệm của thằng cộng sản từ trước giờ nó là cái bản chất của nó là gian trá, mà nó gian trá bây giờ nó đi vào cái nền giáo dục của Việt Nam, nó làm cho cái xã hội băng hoại, là bắt đầu nguồn từ cái chỗ cái giáo dục mà ra. Thành thử ra là cái sự gian trá nó ngồi lại nói, cũng như những cái văn kiện chúng ta thấy rằng là cái hiệp định ở Geneva năm 1954 rồi đến cái hiệp định Paris năm 1973 nó cũng ký, nhưng mà nó đâu có thi hành đâu. Nếu bây giờ chúng ta đi ngược dòng thời gian một chút, rằng là khi mà nó ký cái hiệp định Paris, hiệp định Geneva đó, nó đã cài người lại ở Việt Nam rồi, tức là nó chuẩn bị cho một cái cuộc về chiến tranh kế tiếp. Thì tại sao? Tại vì cái mục đích của họ, tới cái ông Lenin á, xin lỗi, ông Hồ Chí Minh, ông dự cái đại hội của đệ tam quốc tế vào năm 2004 và 2005. Thì trong đó trong cái đại hội đó là ra chỉ thị tất cả các cái chi bộ. Vì sao? Để đến năm 1956 thì đệ tam quốc tế nó giải tán rồi, nó để qua bên đảng cộng sản Liên Xô. Diễn giả Phạm Bá Hoa, mình trả lời vô câu hỏi của ông Lê Văn Sanh, có nghĩa là không ngồi xuống thì bây giờ làm gì ạ? Cái ý vấn đề câu hỏi như vậy. Tôi vẫn không ngồi xuống đó nói chuyện với cộng sản, vì tôi không thể tin bất cứ một cái điều gì ở cộng sản. Đó là cái lý do mà tôi không có chấp nhận ngồi nói chuyện với cộng sản. Còn nói cái chuyện gì mà phải vào hang cọp mới bắt được cọp, xin lỗi, chánh trị đó là vấn đề khác, không phải như cái con cọp. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Cái sự tráo trở của thằng cộng sản, mà mình thì không có cái kinh nghiệm, không có cái gian manh bằng cái gian manh của thằng cộng sản. Thành ra tôi là không bao giờ chấp nhận cái chuyện ngồi nói chuyện với cộng sản. Xin hết. Cảm ơn Phạm Bá Hoa.
Có lẽ rằng là ông Lê Văn Xanh dường như chưa có thỏa lòng trong cái câu hỏi, nhưng mà ông Phạm Bá Hoa chỉ dừng lại cái vấn đề trả lời như vậy. Chúng tôi thấy có ông Nguyễn Trần Quý muốn trả lời. Chúng tôi thêm một lần nữa nhắc nhở quý vị, chúng ta trả lời đúng vô câu hỏi và ngắn gọn để mà không lan man, để tránh mất thì giờ. Mời ông Nguyễn Trần Quý. Kính thưa quý vị, trả lời trực tiếp ngay vào cái câu hỏi của ông Lê Văn Xanh. Thế thì không đối thoại với Cộng sản thì chúng ta làm gì? Thưa, chúng ta đấu tranh. Đấu tranh bằng cách nào? Chúng ta đấu tranh với những cái chính quyền nơi chúng ta đang sinh sống, ví dụ như ở Mỹ này, để cho cái chính quyền của chính phủ Mỹ là đại diện của chúng ta, những người đang ở đây, sẽ có cái biện pháp đối với Cộng sản để họ phải xuống thang, họ phải giải thể cái chế độ đó, hoặc là ít nhất là họ phải để cho những cái người mà tưởng là con dâu con rể gì, giống như cái ví dụ của ông đó, được yên hàn hơn, tức là những cái người dân Việt Nam chúng ta được ít ra là sống với những cái quyền làm người đầy đủ. Dạ vâng, cảm ơn ông Nguyễn Trần Quý. Dạ bây giờ chúng tôi có thể nhường cho người khác đi. Nhường cho người khác thì chúng ta hỏi câu hỏi cũng như trả lời thì khán giả sẽ đánh giá. Bây giờ có quý vị nào đặt câu hỏi nữa không ạ? Chúng tôi có một bác, xin bác cho biết tên cũng như là đặt câu hỏi một cách ngắn gọn, đặt câu hỏi thôi, chúng ta không cần trình bày quan điểm. Dạ vâng. Thưa, tôi là Khương, Tống Đức Khương. Xin hỏi quý vị lãnh đạo của các đảng phái ở trên này. Trước đây, Cộng sản Việt Nam nó bày ra một cái mưu kế của nó, mình gọi là nó khuyên nhủ, trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cài với ta. Cuối cùng rồi con công việc đã thành thì con trâu vẫn ăn cỏ. Thì như quý vị có áp dụng như vậy hay không? Dạ vâng. Bác Khương đặt câu hỏi cho ai hay là cho bất kỳ? Dạ vâng. Bây giờ chúng tôi mời đại diện cho một vị diễn giả trả lời của bác Khương. Quý vị nào có thể xung phong để trả lời câu hỏi này? Câu hỏi của bác Khương chúng tôi muốn tóm lược lại, có nghĩa rằng là bác Khương dẫn câu hỏi, câu trả lời là châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngồi ruộng, châu cày với ta, cuối cùng con châu cũng chỉ có ăn cỏ thôi. Ý là khi mà ý bác Khương có phải rằng là đôi khi làm việc với Cộng sản Việt Nam cuối cùng thì cũng chỉ thất bại thôi, phải không ạ? Cái ý như vậy, phải không ạ? Bây giờ thì cái câu hỏi là các tổ chức đấu tranh có thực hiện như vậy hay không, hay là như thế nào, bác hỏi rõ thêm một chút ạ. Bây giờ tôi xin nói rõ hơn một chút là Cộng sản nó dùng như vậy, nó dắt dẫn những cái người mà nhẹ dạ để theo nó để rồi nó làm cho được hết cái công việc rồi thì nó hưởng thụ mà trâu vẫn ăn cỏ. Thì quý vị là những nhà tranh đấu và đoàn thể chính trị ở tại đây, các quý vị có làm như nó hay không? Có nói rằng trâu ơi ta bảo trâu này, rồi để rồi được cuối cùng quý vị cũng như vậy hay sao? Dạ vâng. Bây giờ chúng tôi cái câu này thì có nghĩa rằng là cái hàm ý nó sâu xa, mà chúng tôi diễn dịch chúng tôi cũng ngại diễn dịch quá. Dạ vâng. Bây giờ là ý là các tổ chức đấu tranh có giống như Cộng sản cũng nói với các cả đồng hương hải ngoại là châu ơi ta bảo châu này, châu ra ngồi ruộng, châu cày với ta, cuối cùng cũng như thế, phải không ạ? Cái ý của bác Hương là như thế, chúng tôi không dám dịch ra nhiều nữa. Bây giờ mời hai vị đấu tranh, thì mời ông Nguyễn Công Bằng trước. Dạ thưa bác Khương, thưa tất cả quý đồng hương. Thật sự ra thì chúng ta càng thận trọng với những cái tuyên truyền chính trị hay là những điều những chính trị gia nói thì càng tốt. Nhưng mà chúng tôi trong cái cương vị của những người đấu tranh thì chúng tôi xin thưa như thế này. Ở thời đại này đó, thì tôi nghĩ rằng cái dân trí đã tăng rất là cao, và những cái điều mà mình nói ra được sự phán xét của hàng triệu người khác và trong một thời gian chớp nhoáng thôi. Cho nên các tổ chức đấu tranh bây giờ cố gắng làm sao làm tốt hơn để chinh phục cái niềm tin của đồng bào. Chứ còn bây giờ, còn nếu mà tính tới cái chuyện ma mảnh này kia đó, thì cũng không qua mắt được đồng bào đâu. Cho nên, làm với cương vị một tổ chức, chúng tôi đặt cái trọng tâm vào chuyện làm sao để thực hiện những điều mình đã nói với đồng bào, để từ đó xứng đáng với niềm tin của đồng bào. Và làm được điều đó đã là khó rồi, còn nghĩ tới cái chuyện mà mình nói cái gì một đường làm một nẻo đó, thì tôi nghĩ rằng thời đại này đó thì cái điều đó không còn thích hợp nữa, và đó là một cái điều rất là dại dột. Dạ vâng. Chúng tôi cũng hiểu được cái ý của bác Khương, đó là chúng tôi tóm lược lại là cái niềm tin,
làm sao để cộng đồng hải ngoại niềm tin vào các tổ chức đấu tranh, có nghĩa là như vậy. Cảm ơn bác Hương. Và chúng ta còn một ai nữa không ạ? Chúng tôi coi thì giờ là cũng gần hết giờ rồi. Bây giờ chúng tôi dành cho một vị đồng hương nữa. Nếu quý vị đồng hương nào muốn đặt câu hỏi thì chúng tôi dành cho một vị cuối cùng. Quý vị nào cần đặt câu hỏi không ạ? Nếu mà quý vị không cần đặt câu hỏi thì bây giờ đó chúng tôi dành thời giờ cuối cho mỗi vị diễn giả 1 phút để chúng ta đóng khép lại chương trình và để mà xong buổi hội thảo rất là hiệu quả ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi mời ông Nguyễn Công Bằng trước đúc kết chương trình ngày hôm nay trong vòng mỗi người 1 phút. Vâng, xin cảm ơn Hương Yên. Đầu tiên chúng tôi cảm ơn ban giám đốc của đài BWTV đã cho chúng tôi có cơ hội để chia sẻ một số cái quan điểm, một số nhận định đối với đồng hương ở đây. Và chúng tôi cũng rất là hân hạnh được có cái dịp để cùng hội luận với cụ đại tá Phạm Bảo Hoa và anh Nguyễn Trần Quý là hai người niên trưởng có rất nhiều kinh nghiệm, và chúng tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và đây cũng là một cái dịp để có sinh hoạt chung với anh Đỗ Hoàng Điềm là người lãnh đạo đảng Việt Tân, là một tổ chức trong số những tổ chức mà chúng tôi đang cố gắng để tạo cái điều kiện liên kết làm việc với nhau, tương trợ với nhau, làm sao đó để có thể thúc đẩy cái công việc chung mà sớm được thành công. Thưa tất cả quý đồng hương, ngày 30 tháng 4 là một ngày đau đớn của dân tộc. Chúng tôi không nghĩ rằng chúng ta đem thù hận ra đây để làm động lực giải quyết vấn đề đất nước, nhưng cái kinh nghiệm đau thương này chúng ta không được phép quên. Chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta để mai này đừng bao giờ lịch sử Việt Nam sẽ có một ngày 30 tháng 4 một lần nữa tương tự như vậy. Đây là một bài học rất lớn mà chúng ta phải học, và đây cũng là một cái dịp mà chúng ta nhìn lại và trân trọng cái sự hy sinh của rất nhiều người là binh sĩ, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những người đã nằm xuống vì cái chính nghĩa dân chủ tự do từ năm 1975 đến nay. Một lần nữa tôi xin cảm ơn đài BWN đã cho chúng tôi có cơ hội ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý đồng hương đã lắng nghe sự chia sẻ của chúng tôi.